Thôi mà, đi rồi về, chứ không phải đi luôn đâu. Sao tự nhiên em thấy hồi hộp quá à? Chắc là do từ trước tới giờ em chưa bao giờ đi xa nhà một mình hết đó. Mà không biết là cuộc sống mới như thế nào ha. À mà nè, sao anh cứ ủng hộ và đi theo em làm những chuyện này vậy? Có gì đâu, anh đã hứa với ba má em rồi, phải chăm sóc cho em khi hai bác không có ở nhà. Anh đúng là anh trai tốt của em á. Không tốt mà được à? Không tốt á mà ngày nào cũng bắt anh phơi tấm ra của em ra hết, chứ anh phải tổn thọ luôn á. Anh á, cứ chọc em hoài, chọc em hoài nha. Thôi đừng có quýnh anh nha. Anh mà đau á, đi không được á, làm đi mình em á. Không đi được thì em cõng. Thôi mình đi đi, taxi tới rồi kìa. Đấy. Ừ, đi em. Ừ. Con ơi con, mẹ vô đi. Con gái, sao giờ này còn ở nhà? Hôm nay không có kế hoạch gì hết sao con? Bữa nay còn muốn hứng đi đâu hết đó. Sao vậy? Có ai chọc giận con sao? Hay là đi nhiều quá, bây giờ chán rồi không thích ra đường nữa? Sao mẹ hỏi nhiều quá vậy? Mẹ cứ kệ con đi. Càng nghĩ con càng thấy anh trọng coi thường con, cho nên hả, bây giờ con cứ tức nghẹn họng lên đây nè. Thôi thôi con ơi, cứ bình tĩnh. Cho mẹ mượn điện thoại nghe. Để làm chi? Mẹ gọi điện thoại cho ba con, ba con không biết ông nói chuyện với ông Tính, chỉnh đốn lại thằng Trọng chứ sao. Mà giờ này á hả, chắc Tính đi làm rồi. Thôi mẹ gọi cho mẹ anh Trọng đi. Cũng được. Chào chị. Dạ tôi nghe đây chị. Dạ tôi gọi hỏi thăm thôi. Hôm nay anh chị khỏe chứ? Dạ cảm ơn chị, vợ chồng tôi vẫn khỏe. Anh chị và bé Linh vẫn khỏe hả chị? Nhà tôi có bác sĩ riêng mà, nhức đầu sổ mũi gọi cú điện thoại là được liền à, chị khỏi lo. Dạ vậy thì tốt quá. Chị nè, tôi gọi để nói cho chị biết là hôm nọ cậu Trọng có gửi tặng Mỹ Linh nhà tôi đôi giày, nhưng mà nó không có vừa ý lắm chị à. Nhờ chị nhắn lại bữa nay nếu mà cậu Trọng không có bận gì á thì qua chở Mỹ Linh đi đổi đôi giày nha chị. Dạ để tôi nói lại với thằng Trọng. Dạ, bây giờ cháu nó ra ngoài chưa có về chị à. Bữa nay Mỹ Linh nó rảnh cả ngày chị à. Dạ,
Nếu mà cậu Trọng không có bận gì á, thì nhờ chị nói Trọng ráng thu xếp qua sớm nha chị. Dạ dạ, tôi biết rồi chị. Khi nào Trọng về tôi sẽ nói lại cho nó nghe. Khi nào rảnh đó mời anh chị ghé nhà chơi, cho biết nhà của vợ chồng tôi nha chị. Dạ chắc chắn rồi. Ông Vinh nhà tôi cũng tính sắp xếp để bữa nào dắt Mỹ Linh qua nhà chị dùng cơm. Dạ. Thôi chào chị, có gì bữa khác gặp nói tiếp nha dạ, chị. Dạ dạ. Dạ chào chị. Dạ dạ. Mơ. Ơ con, sao rồi con? Con có thấy thằng Luân đi học không? Hả, sao rồi con? Có thấy thằng Luân đi học không? Con có tới trường, nhưng mà không gặp nó. Nó gọi điện thoại cho con. Nó nói là nó tìm được phòng trọ rồi. Nó nhờ con về dọn đồ đạc giúp nó. Cái thằng này thiệt tình. Con, đưa má đi gặp nó đi con. Để cho má lựa lời mới năn nỉ nó về. Thôi, khỏi đi má ơi. Nó tránh mặt con rồi. Nó không muốn gặp con nữa. Mà con thấy ba cứ căng thẳng vậy hoài. Thì để nó ra ngoài sống coi vậy mà thoải mái hơn đó má. Ba con ổng cũng thiệt là kỳ. Từ ngày lên đây má thấy ổng càng ngày ổng càng nổi tính. Ở một chút là tiền bạc nè, công việc nè. Má nói con nghe, ở đời chữ tín với chữ nghĩa là quan trọng nhất đó con à. Dạ. Thôi nhưng mà má đừng có nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cái tánh thằng Luân nó cũng sĩ diện lắm má. Nó sẽ không quay lại nhà mình nữa đâu. Thôi để con lên thu dọn đồ đạc rồi đem cho nó nha má. Trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, chứ biết sao nhờ con. Thôi con lên trên phòng con coi con dọn đồ dọn đạc gì của con Luân đi. Nhớ đem đồ đầy đủ nha con. Dạ. Coi chừng quên cái gì tội nghiệp nó. Dạ. Ủa, dạo này mày bắt trước người ta đi bụi hay sao cả đêm qua không về vậy? Bộ đồ mày mặc từ hôm qua tới ngày hôm nay, đã vậy còn mượn tiền tao nữa. Ê, mặt mày bị gì vậy? Bộ té xe hả? Không sao hết, tao bị trật té trong nhà tắm thôi. Tụi mày á, thì tối ngày lo mấy chuyện ăn chơi không à. Chẳng buồn cho tao nè, tao mới vừa chuyển nhà, mệt muốn ná thở luôn nè. Gặp bà chủ nhà càng nhằn riết, mệt muốn chết nè. Tao thấy chỗ đó ở cũng tiện mà, mắc gì phải chuyển tới chuyển lui cho mất công vậy? Có lý do mới chuyển, tự nhiên khơi khơi chuyển làm gì ba? Thời buổi này á, khó khăn lắm, chứ không phải đơn giản như mày nghĩ đâu. Mỗi lần tao đi hát về trễ á, là bà chủ nhà bà càng nhằn, tao chịu hết xiết luôn, bởi vậy tao mới chuyển đi đó. Ê, chỗ phòng mày đang thuê á, bao nhiêu một tháng vậy? 2 triệu, phòng như đây à? 2 triệu luôn hả? Rồi. Sao mắc quá vậy? 2 triệu của tụi bay hả, thằng dê nhỏ thằng dê mắt. Tao nè, 3,5 triệu một tháng luôn á. Mày thì có người lo, ai biết. Còn tao nè, tao tự thân vận động nè. Bởi vậy suốt ngày tao phải đi hát lót cho người ta mới dẹp dẻo sống được cái đất Sài Gòn này, mày hiểu không? Con Thành, trời ơi, buôn bán mà cứ dí mặt vô điện thoại vậy rồi làm sao có khách? Trời ơi, làm ăn gì mà cứ dậm chân tại chỗ như vậy thì chết. Con xem lại thái độ làm việc của mình đi. Thì dạ, thì khách đến con cũng mời như chú chỉ con vậy đó. Có người thích, có người không, chứ con đâu có ép họ mua được đâu. Mà thôi, chú cũng thấy đó, thời buổi khủng hoảng như vậy, có ai sắm sửa gì đâu. Sáng giờ, coi còn không có người tới coi. Họ không tới thì mình mời họ tới. Ừ. Mời sao được chú? Mình bán nội thất, bán bàn, bán ghế, chứ đâu phải bán rau mà ra đường mời. Không lẽ bây giờ con ra đứng giữa đường, hỏi ai mua bàn, ai mua ghế không hả chú? Thì có người ta ngoài đường á, mày ra mày làm xiết lộ mèo, bò lăn, bò lết. Người ta mua lại đông thiệt đông á. Ừ. Rồi mời người ta vô mua bàn ghế được không? Rồi xe đụng con sao chú?
đó là nghệ thuật bán hàng của cậu. Cái gì cũng hỏi á, tao muốn mày về làm cái gì? Thanh niên trai tráng gì mà không có nhanh nhẹn gì hết trơn trọi á. Tao nói mày nghe không? Ồ, dạ. Ủa tiền của ai mà để hớ hên vậy nè? Làm gì có tiền đâu chú. Sáng giờ có ai trả đâu. Đi nè, qua đây coi rồi hãy nói. Nè. À, cái này là tiền hàng của bên công ty Thanh Phong trả chú á. Ủa nhưng mà Thanh Phong trả rồi mà. Đâu có đâu chú, hôm trước mới trả. Chú còn nói người ta như vậy nè. Có chút xíu tiền à, mà trả quá trời lâu luôn. Ủa nhớ đẹp vậy rồi sao nằm đây? Tối hôm trước chú về trễ, chú sợ cướp nên chú để lại. Sao nhớ gì trơn trọi cả. Vì sao? Vậy mà mình cứ tưởng. À con, con đi bây giờ hả con? Dạ. Nè, con cầm cái này, con đưa thằng Lung giùm cho má. Nói đây là tiền của má để dành, má cho nó mượn. Khi nào nó có thì nó trả cũng được. Dạ. Con lựa lời nói cho khéo khéo nha, chứ coi vậy nó dễ tự ái lắm đó. Má biết tánh nó mà. Dạ, để con đưa nó. Nhưng mà trong chuyện của thằng Luân, con cảm thấy là có lỗi với Nhã và bác Lăng lắm đó má. Con đi nha má. Ờ, con đi đi. Dạ. Dạ, lâu ngày không gặp. Thấy Nhã càng ngày càng đẹp ra đó nha. Anh cứ chọc em hoài à. Ừ, mà Trang nè, sao mà Trang về đây không ở tạm nhà của Nhã? Thôi, tại vì đồ đạc của Trang nhiều lắm nên Trang với anh Hen gửi đổ phòng trọ rồi. Với lại bây giờ Trang chỉ mong là Trang sớm xem được nhà mới thôi. Nhưng mà Trang nghĩ là Trang sẽ thích căn nhà này vì Nhã kiếm cho Trang mà. Ừ, mình đi hết đoạn đường này là tới rồi đó. Mình đi ha. Đi ha. Sao, Trang thấy nhà này được không? Nhã biết á, là Trang thích căn nhà yên tĩnh. Cho nên Nhã kiếm căn nhà hơi biệt lập. Nhưng mà bù lại á, ở đây có sân vườn. Trang thấy không? Mát mẻ lắm. Nhà này á, quá là được chứ còn gì nữa. Không thấy á, là Trang vừa bước chân vô sân là ưng ý liền hả? Anh cũng thấy nhà này quá ổn rồi. Chiều chiều á, bắt cái ghế ra đây ngồi hóng gió, uống trà đá. Trời đất ơi, chưa gì hết là đã tính chuyện hưởng thụ rồi à. Đời người á, đâu có bao lâu đâu em. Phải tận hưởng cuộc sống chứ. Thôi, nói á, thì nói vậy thôi. Chứ anh nhớ nằm lòng, mục đích gì đây mà. Em yên tâm đi. Hôm bữa, Trang có nhờ em là đi kiếm để mua một căn nhà cho Trang ở luôn. Nhưng mà mua nhà là chuyện lớn nên em không dám quyết định. Cho nên á, em chỉ thuê đỡ căn nhà này thôi, cho Trang về ở tạm. Đợi khi nào Trang về đây á, rồi Trang tự quyết định luôn. Nhã nói cũng đúng. Mình ưng ý căn nhà này lắm. Cảm ơn Nhã nha. À, mà sao hôm nay Nhã không đi học? Mình đã xin phép nghỉ một bữa rồi, mà không có sao đâu. Chứ không lẽ Trang về mà không ra đón hay sao? Tôi biết ngay, thế nào cô cũng trả lời tôi như vậy mà. Nhã ơi, hay là bây giờ Nhã đưa mình lên ủy ban xã để mình làm mấy cái thủ tục cho xong luôn có được không? Thôi, để ngày mai đi. Trang mới về tới còn mệt lắm. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ừ, Nhã đúng rồi đó. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nghe là Nhã, Nhã là thổ địa ở đây mà. Thôi, vậy thôi hai người tranh thủ nghỉ ngơi đi nha. Nhã xin phép về trước. Tối mời Nhã với lại anh Hiền qua nhà ăn cơm với lại hai cha con Nhã nha. Nhất định mà. Tối nay á, anh thì Trang sẽ qua. Mấy khi á, được nghe tiếng đợn của ba Nhã. Lần trước về á, được nghe tiếng đợn của ba em á,
anh mê á, mà muốn bỏ nghề thầy giáo luôn vậy đó. Ê, mới xuống dưới đây mà sao anh biết nói xạo quá vậy ta? Tại anh á, lâu ngày gặp nhã nên thấy vui. Gặp mới có hai lần mà làm như thân nhau lắm thì không bằng. Thôi, nhã xin phép về nha. Em về, nhã về nha. Dạ, chào anh. Để mình tiễn nhã nha. Đồ đạc của em á, anh đã mang hết trong này rồi đó. Tai nghe, rồi mấy đĩa nhạc, anh để bên ngoài này nè. Dạ, em nhớ nè. Em đã quyết định vậy rồi, thì anh sẽ không bàn tới bàn lui nữa. Nhưng sống một mình trên Sài Gòn này không đơn giản như quê đâu. Nếu có chuyện gì, em cứ gọi cho anh nha. Dạ, không sao đâu. Mấy đứa bạn cùng trường em, tụi nó tự lập hết rồi. Vừa đi làm, vừa đi học, đứa nào cũng sống được. Em đang tính xin đi hát ở Phan Trà, vừa kiếm được tiền, vừa tập quen với sân khấu. Cái đó là tùy em. Nhưng mà môi trường ở đó phức tạp lắm, em phải biết giữ mình nha. Dạ. Má anh biểu đưa cái phong bì này cho em. Đây là tiền riêng của má anh, nó sẽ giúp em trong thời gian đầu. Em cầm lấy đi. Em cứ giữ đi, má anh cho mượn chứ đâu phải cho không đâu. Ừ, em cứ cầm đi mà, cái này là má anh gửi cho em. Khi nào có, em gửi lại anh cũng được mà. Dạ, anh dạy cho em nhầm. Anh nhắn với bác Nhánh là em sẽ gửi lại ngay khi em có tiền. Ừ. Em cảm ơn bác Nhánh và anh đã lo lắng cho em nhiều lắm. Em sẽ cố gắng sống thật là tốt. Thôi, em chào anh Trọng nha, em đi trước. Ừ. Em có việc rồi. Khoan đã, để lấy xe anh chở em về phòng trọ luôn. Dạ, thôi khổ, em tự về được rồi. Lâu rồi cô mới có cảm giác thảnh thơi ngày hôm nay đó bác. Ở trận á, ra đường thì gặp kẹt xe, khói bụi. Ngày ngày á thì phải lo bon chi, bù đầu với công việc. Được sống an nhàn như bác á là nhất rồi. Lâu lâu con về thấy vậy thôi. Ở dưới này nè, người ta kéo nhau lên thành phố ầm ầm, ruộng vườn, nhiều nhà, bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Nghĩ cũng buồn. Như thằng Lưu nhà bác nè, cứ nằng nặc rồi lên thành phố học bằng được, đâu có chịu ở nhà đâu. Tuổi trẻ mà bác, em nó đang muốn bay nhảy. Con hồi trước cũng vậy mà. Nhưng bây giờ con nghiệm lại rồi, con đi đâu á thì cũng không bằng quê mình đâu bác. Bác thì già rồi, cứ lênh quanh trong nhà, chẳng giúp gì cho tụi nhỏ. Chỉ mong lộng trời phù hộ cho tụi nó khỏe mạnh, bệnh chân bệnh tay là bác yên tâm lắm rồi. Còn sống ở đâu, làm việc gì là quyền của tụi nó, bác đâu cấm cản được. Lòng anh thầm nghe những chữ
câu giáo ấy đứng hôn tay. Mà sao em nhớ như không hay, để anh nhớ thương em cả đêm. Anh mong thắm em qua cho lòng như em đang đắm cơn. Xin em nhớ dội tay trong như người ta mong, như người ta chân ta nhìn mong. Giờ em nhớ đến bao giờ để anh nhớ em những mơ. Đặt con tôi tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin. Em đây kiếp sao ta gặp nhau. Đặt con tôi tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin. Em đây kiếp sao ta gặp nhau. Em đây kiếp sao ta gặp nhau. Bác ca hay quá. Đây, trái cây tới rồi đây. Để em phụ cho. Bác hay quá à. Cảm ơn cô. Mệt không em? Mệt chứ, nhưng mà vui lắm. Ba ăn chôm chôm đi. Dạ. Bác ơi, công nhận ở dưới đây sướng thiệt á. Trái cây loại nào cũng ngon hết, không có giống như ở trên thành phố. Bây giờ đi mua trái cây á bác, cứ sợ mua trái cây xịt thuốc không à. Tại con nghe đồn á là người ta sẽ bơm quá chất vào trái cây để tươi lâu đó bác. Vậy bây giờ con gì đây? Khỏi mấy ăn, khỏi luôn nghĩ gì hết. Dạ. À, mà bác ơi, chắc là bác có nghe Nhã nói là con định về đây mở trường dạy học cho những trẻ em khuyết tật đúng không bác? Bác có nghe Nhã nói. Bác cứ nghe, ủng hộ tụi con hết mình. Tuổi trẻ tài cao, rồi mấy đứa bác đây đã trở thành già vô dụng rồi. À, sao bác lại nói như vậy? Con còn định là mời bác về trường làm giáo viên dạy nhạc ở trường đó. Ừ? Con chỉ sợ là bác không chịu đồng ý thôi. Ủa Trang ơi, có cả lớp dạy nhạc dân tộc nữa hả Trang? Ừ, đối tượng có thể học á, không bị giới hạn quá nhiều về mặt sức khỏe nữa. Dạ đúng rồi. Nè, cái này bác đồng ý nha. Bác, vậy là bác đã đồng ý phụ giúp tụi con rồi đúng không bác? Ừ. Mừng quá. Bác biết không, thành lập trường á chỉ mục đích là từ thiện, nên chi phí cho nhân lực cũng tương đối hạn chế, cho nên tụi con cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Không chỉ về đội ngũ thầy cô mà còn bảo vệ nữa, vệ sinh nữa bác. Anh Hiên ơi, cái này á cũng có thể xem là một công việc làm thêm được không anh? Được chứ. Cái này á nếu mà thiếu người có thể làm luôn phiên ca cũng được. Vậy để em hỏi hôm qua với Út hết thử coi nha. Hai đứa đó nó nhiệt tình lắm. À, có gì á, nhà hỏi liền giùm cho Trang nha. Ừ ừ, để Trang hỏi cho. Được rồi. Thôi, tụi con ăn đi. Dạ. Trang ăn đi ạ. Bác, công bạn nha cậu. Con. Em ăn đi. Ủa, dạ, cậu hả? Tôi chờ cậu từ chiều tới giờ luôn á. Ờ, chị Thi của nhà ông chị? Có, ở ra ngoài cả ngày, giờ cũng mới vừa về tới đó. Cậu mệt, nó đang nằm nghỉ. Để tôi lên tôi báo với cô Thi á là cậu đã tới nha. Ờ, thôi khỏi chị, cứ để cho chị ấy nghỉ. Em dọn tới ở luôn, nên chị báo sau cũng được. À, vậy hả? Thôi cậu vô nhà đi. Dạ. Chị chỉ em để đồ đạc thôi nha chị. Ờ, đi, đi theo tôi. Chợt nhận ra khi khung trời đầy hoa, khi yêu ta là chị, em là niềm tin để ta vùng bồn. Tình yêu đó xin yêu không bằng lời nói, ta xin nguyện khắc vào tim kết thành hoa thắm tặng riêng cho em. Tình yêu cho ta biết bao đồng say, biết bao hạnh phúc, biết bao diệu kỳ. Ta yêu bằng chính con tim và không đắn đo dù tình mơ mộng.
ngon. Yêu là cho đi hơn nhận lần sau mà ra sao sau ai thế. Cùng em vì chính em thôi niềm vui của anh là hạnh phúc trong con tim anh. Yêu tình yêu cho ta biết bao đầu say, biết bao hạnh phúc, biết bao diệu kỳ. Ta yêu bằng chính con tim và không đắn đo dù tình mong manh. Tình yêu là cho đi hơn nhận lấy, sao mai ra sao sao mai thế mà. Cùng em vì chỉ em thôi niềm vui của em là hạnh phúc trong con tim anh.